Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ cùng với anh chị nhận định và đánh giá về phiên giao dịch ngày 30 tháng 12, và qua đó chúng ta cũng sẽ đánh giá thêm vào cái phiên giao dịch ở giai đoạn cuối năm, đó là phiên giao dịch ngày mai 31 tháng 12. Thì đương nhiên ở đây trong những video trước đây của Thành vẫn hay đánh giá về cái góc nhìn về toàn cảnh của thị trường trong một cái khoảng thời gian dài trong tương lai, chứ chúng ta phải không chỉ nhìn về một phiên và một ngày giao dịch được. Và ở trong những video như thế này Thành cũng sẽ đề cập tới một số cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu mà dòng tiền đang chú ý và dòng tiền có thể sẽ quay lại trong những giai đoạn sắp tới để mà anh chị em lưu tâm để mà mình đầu tư. Thì đối với những cái cơ hội đầu tư này sẽ phục vụ cho anh chị em nào đang có dòng tiền mới muốn tham gia vào thị trường, và thứ hai là cũng không có khuyến nghị và không khuyến khích anh chị em chuyển các cơ hội đầu tư của mình, chuyển các cổ phiếu của mình sang các cơ hội đầu tư của Thành. Nếu mà anh chị em cảm thấy cổ phiếu của mình vẫn tốt, vẫn đang sinh lợi tốt và vẫn đang có một cái lợi nhuận phù hợp, và cổ phiếu vẫn giữ được những cái điều kiện mà anh chị em mong muốn, thì anh chị em có thể là nắm giữ cổ phiếu của mình và không cần phải chuyển qua cổ phiếu của Thành làm gì hết. Và nếu mà anh chị em quan tâm cần tư vấn cổ phiếu nào thì có thể là để lại ở phần bình luận ở phía bên dưới, hoặc là nhắn tin cho Thành thông qua cái số điện thoại ở dòng chữ chạy. Thành sẽ hỗ trợ cơ cấu danh mục cho mọi người, hoặc là chia sẻ cái góc nhìn của mình về các cổ phiếu mà mọi người đang quan tâm. Thì đây là những cái góc nhìn đầu tư mà Thành muốn chia sẻ với anh chị, cũng như là các cái cơ hội đầu tư để mà anh chị em đầu tư cho một giai đoạn tới. Đặc biệt là chúng ta đang bước sang một cái năm, chuẩn bị bước sang một năm mới rồi, chúng ta cũng cần phải có chuẩn bị nhiều hơn về các cơ hội đầu tư để mà chúng ta đầu tư cho những cái thời điểm sắp tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Thì ở như tiêu đề của video, thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ đề cập nhiều về nhóm ngành bất động sản. Thì tại sao thời điểm này Thành lại quay lại chú ý với nhóm ngành bất động sản? Thì ở đây nhóm ngành bất động sản Thành sẽ lưu ý cho một số chị em nào có xu hướng là đánh ngắn lướt sóng và đầu tư ngắn hạn, thì chúng ta nên chú ý ở thời điểm hiện tại. Và chú ý ở đây chúng ta sẽ chú ý và theo dõi trong những nhịp chỉnh của các cổ phiếu, xem là cổ phiếu chỉnh về những cái vùng nào phù hợp để mà chúng ta theo dõi cho chúng ta các cái điểm mua, các cái vùng mua nó phù hợp. Thì hôm qua Thành có đã làm một cái video về nhóm ngành đầu tư công rồi, thì trong đó Thành cũng có những cái chia sẻ ngắn để mà anh chị em theo dõi và tham khảo một vài cái cổ phiếu đầu tư công. Thành lấy ví dụ chẳng hạn như cổ phiếu C4G. Những cái nhịp điều chỉnh về đường xu hướng thì nó chính là những cái vùng mà những cái điểm để mà anh chị em có thể là tham khảo. Đây là những cái vùng mua để mà anh chị em theo dõi cho những giai đoạn sắp tới. Nếu mà anh chị em nào có muốn đầu tư vào cổ phiếu này thì chúng ta có thể là theo dõi thêm trong một hai phiên nữa, nếu mà cổ phiếu chạm được xu hướng và bật lên trở lại tương đối tốt ấy. Thì đó là những cái vùng mà chúng ta có thể quay trở lại chúng ta tham gia. Đây chị em có thể thấy là đối với cổ phiếu C4G thì chúng ta thấy những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp test về đường xu hướng tương đối ổn. Thì đây là những cái cơ hội mà anh chị em nào muốn tham gia vào cổ phiếu trong những nhịp sắp tới, thì chúng ta sẽ theo dõi thêm trong những nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc của cổ phiếu. Thì đó chính là những cái cơ hội mà anh chị em quay trở lại tham gia ở thời điểm hiện tại. Thì đây là về cổ phiếu LCG, tiếp theo đó là về cổ phiếu G36 thì như Thành có nói và Thành có chia sẻ cho mọi người, thì cổ phiếu đang test lại cái mô hình tam giác này, và hiện tại cổ phiếu đang rơi khỏi cái mô hình rồi, thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ không đánh giá theo cổ phiếu theo cái mô hình nữa, chúng ta sẽ đánh giá theo một cái xu hướng khác, hoặc là chúng ta có thể là theo dõi những cái nhịp cổ phiếu test về cái đường hỗ trợ phía bên dưới nè. Đây là những vùng chúng ta sẽ xem xét lại, nếu mà cổ phiếu test và cái vùng hỗ trợ bên dưới này tích cực và dòng tiền vào tốt thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Nên đây là những cái vùng mà Thành thấy cũng tương đối là phù hợp cho cổ phiếu, và thời điểm hiện tại Thành vẫn sẽ ưu tiên cái nhịp theo dõi để mà mình đi vốn trong những giai đoạn tới thôi, chứ Thành cũng không có khuyến nghị là anh chị em phải giải ngân vốn đối với các cổ phiếu này. Nên là anh chị em nào xem thì mình lưu ý giúp Thành cũng không có khuyến nghị anh chị em là phải mua liền những cổ phiếu này mà Thành đã đề cập tới ở trong video. Đấy, thì anh chị em cũng sẽ cân nhắc các cổ phiếu, Thành đều có cập nhật các cái điểm mua điểm bán sao cho nó phù hợp. Thì đây là về các cổ phiếu như là G36 nè, hoặc là LCG thì hôm nay cũng có cái nhịp giảm, nhịp điều chỉnh nó tương đối mạnh. Thì ở những cái nhịp điều chỉnh này cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp là có thể nhiều khả năng là sẽ test về cái đường xu hướng ở phía bên dưới. Đây có thể nói là quanh cái vùng ngày mai thì nhiều khả năng sẽ test về quanh đó, quanh mốc 21. Thì anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc và lưu ý. Đối với anh chị em nào mình đang có nắm giữ sẵn cổ phiếu này rồi á, thì chúng ta có thể là cân nhắc về những vùng bên dưới này, thì chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cũng được để mà cơ cấu và trung bình giá vốn của mình đối với cái cổ phiếu LCG ở thời điểm hiện tại. Nếu mà anh chị em nào có thích cái nhóm ngành đầu tư công thì chúng ta cũng có thể là theo dõi trong những video tới để mà chúng ta cơ cấu lại danh mục của mình, chúng ta làm mới cái danh mục của mình đi, chúng ta sẽ đầu tư hiệu quả hơn cho những giai đoạn sắp tới. Thì như anh chị em cũng thấy rồi, hôm nay chúng ta có một cái phiên tương đối tích cực của nhóm ngành chứng khoán. Chúng ta thấy là các cái cổ phiếu chứng khoán đều cho tín hiệu tăng và tăng rất là tốt. Thì với các cổ phiếu chứng khoán á, Thành đã nói và Thành đã đề cập cho anh chị trong những video trước rồi, và ở thời điểm tại là đầu tư chúng ta sẽ đầu tư vào các cổ phiếu đầu ngành, các cái cổ phiếu mà dẫn đầu thị phần, và thứ hai là chúng ta sẽ đầu tư về các cổ phiếu có câu chuyện tăng vốn. Thì anh chị em cứ để ý đi, các cổ phiếu mà có câu chuyện tăng vốn như là SSI nè, hoặc là VCI, hoặc là SHS,
hoặc là HCM đều cho cái tín hiệu tăng tương đối tốt và rất là tốt, hoặc là VND hôm nay cũng cho tín hiệu tăng rất là tốt, hoặc là cổ phiếu VIX vừa rồi cũng cho tín hiệu là cho cái tín hiệu là tăng vốn, thì hôm nay cổ phiếu cũng trở lại cái xu hướng tăng rất là ổn. Thì đây là những cái tín hiệu anh chị em cần xem xét và chúng ta theo dõi lại trong những nhịp sắp tới. Nếu mà cổ phiếu vẫn giữ nhịp ổn hoặc là cổ phiếu có những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc á, thì đó là những cái cơ hội anh chị em quay trở lại mua. Thành cũng không có khuyến khích là anh chị em sẽ FOMO và mua theo ở cái thời điểm hiện tại, nên là anh chị em nào mình có đầu tư và có thích cái nhóm ngành chứng khoán á, thì nên chờ những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc thì chúng ta sẽ quay trở lại. Thì Thành nghĩ là nhiều khả năng trong một hai phiên tới nó sẽ có những nhịp điều chỉnh và nhịp rung lắc thôi, nên là anh chị em nào có đầu tư thì cứ lưu ý giúp Thành trong những nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc thì đó là lúc chúng ta mua. Thành cũng không có khuyến khích là chị em sẽ mua đuổi và mua mua vội trong những nhịp này, nó sẽ rất là rủi ro và sẽ rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng tới cái giá vốn của anh chị nữa, và đặc biệt là ở giai đoạn cuối năm như thế này nó cũng tương đối là nhạy cảm. Thì chúng ta cũng đang nói dở về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đầu tư công, thì ở đây chúng ta sẽ có cổ phiếu FCN. FCN Thành cũng lưu ý với anh chị đối với cổ phiếu quanh cái mức giá 26, thì tại những vùng này nếu mà cổ phiếu có nhịp điều chỉnh về và test lại cái vùng hỗ trợ bên dưới này thì nó là cái vùng tương đối là ổn nếu mà anh chị muốn tham gia, hoặc là chúng ta có thể là theo dõi thêm đường xu hướng. Nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp test là mức 26 và test lại cái đường xu hướng ổn và có tín hiệu bật lên trở lại ở trong những nhịp sắp tới, thì đây là cái vùng mà Thành nghĩ rất là phù hợp để mà anh chị em tham gia cho cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị em nào có lưu ý và có thích cái nhóm ngành đầu tư công chẳng hạn như là cổ phiếu FCN thì chúng ta cũng có thể là lưu ý lại ở thời điểm này để mà chúng ta đầu tư cho những cái giai đoạn sắp tới nó được tốt và nó được hiệu quả hơn, và đặc biệt anh chị em có một cái giá vốn nó tương đối ổn thì anh chị em sẽ yên tâm nắm giữ cổ phiếu cho mình, và đặc biệt trong những cái nhịp rung lắc của thị trường. Tiếp theo đó là về cổ phiếu HHV. Thì HHV hôm nay anh chị em thấy là cổ phiếu vẫn giữ một cái nhịp tăng tương đối ổn, thì đối với cổ phiếu này Thành cũng sẽ duy trì cái quan điểm nó chờ chỉnh về những vùng bên dưới, vùng hỗ trợ bên dưới là quanh giá 26. Thì tại những vùng này Thành nghĩ đây là một cái vùng mua tương đối ổn, nên là chị em nào có muốn mua đối với cổ phiếu HHV á, thì những cái nhịp điều chỉnh về vùng này chị em có thể là tham gia được. Anh thấy vẫn rất là ok cho cổ phiếu HHV ở thời điểm hiện tại. Nên là chị em nào có đầu tư vào HHV thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để mà chúng ta đưa ra một cái quyết định sao cho nó phù hợp để mà chúng ta đầu tư trong cái giai đoạn tới, và chúng ta chọn một cái điểm mua, một cái thời điểm mua cho nó hợp hơn. Đấy, anh chị em nào có đầu tư vào nhóm ngành đầu tư công á, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, và đặc biệt HHV sắp tới sẽ có một cái sự kiện chuyển sang, hay chuyển sang hồ xe vào ngày, Thành nhất không lầm là vào ngày 6 tháng 7 6 tháng 1, là một cái phiên giao dịch cuối cùng của HHV trên sàn Upcom. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu này thì cũng có thể là lưu ý để tránh cái tình trạng tham gia vào mà mình bị chôn vốn trong một khoảng thời gian. Nên là anh chị em nào cân nhắc, nếu mà mình không chấp nhận được cái việc chôn vốn á, thì mình có thể là cơ cấu sang cổ phiếu khác. Còn nếu mà mình chấp nhận được cái việc chôn vốn và mình nắm giữ được cổ phiếu á, thì mình có thể là nắm về cổ phiếu HHV và theo dõi chờ cái tín hiệu chuyển sàn của cổ phiếu. Thì Thành nghĩ đây là những cái tín hiệu tương đối là phù hợp của cổ phiếu ở thời điểm này mà thôi. Nên là anh chị em nào có đầu tư, có thích đầu tư vào cái cổ phiếu này á, thì chúng ta cũng có thể là chờ đợi những nhịp rung lắc, những nhịp điều chỉnh chúng ta tham gia vào, và cái thời gian chuyển sàn nó chỉ là những yếu tố tác động ngắn hạn thôi và nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến giá cổ phiếu của anh chị. Nên là, và đây cũng là những cái tín hiệu tác động tích cực tới giá cổ phiếu nữa, nên là Thành nghĩ đó vẫn là một cái tín hiệu phù hợp để mà anh chị có cái động lực để mình mua nắm giữ trong những nhịp điều chỉnh mà thôi. Nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý giúp Thành ở thời điểm này. Đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đầu tư công. Thì bây giờ như Thành nói trong chuyên đề video, Thành sẽ nói thêm về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Thì hôm nay Thành sẽ nói về những cái thời điểm mà anh chị có thể là theo dõi và mình có thể là tham gia, và những cái vùng mua sao cho nó phù hợp. Chứ Thành cũng không có khuyến nghị là chúng ta phải mua liền trong những phiên ngày mai hoặc là những phiên đầu đầu năm mới, để Thành cũng sẽ lưu ý. Và trước khi nói về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản thì chúng ta sẽ nói về thị trường một chút nhé anh chị. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là vì cái chỉ số chúng ta ở thời điểm hiện tại, trong khi những cái nhịp mà nó bứt thoát được cái đường xu hướng giảm trong ngắn hạn rồi, thì đây vẫn là những cái tín hiệu tương đối là ổn, và với những nhịp tích lũy lại và thanh khoản duy trì ở mức thấp như thế này, Thành vẫn đánh giá đây là những cái nhịp tích cực cho cổ phiếu trong cái đà mà có thể là bứt thoát cái vùng 1.500 điểm trong những nhịp sắp tới. Thế đây đây vẫn là những cái tín hiệu hoàn toàn bình thường và nó hết sức bình thường anh chị, khi mà cổ phiếu đang giữ nhịp trong những cái tạo đà, cái nhịp tạo đà tích lũy như thế này và cổ phiếu vẫn giữ vững được cái đường xu hướng tăng ấy, thì Thành thấy đây là một cái tín hiệu tương đối là phù hợp, tương đối là ổn để anh chị nào có thể theo dõi và đầu tư các cổ phiếu mà nó ảnh hưởng nhiều bởi thị trường, ảnh hưởng nhiều bởi chỉ số á, thì chúng ta cũng có thể là lưu tâm lại ở thời điểm này. Khi mà chỉ số Thành nghĩ ở thời điểm hiện tại nó sẽ luân chuyển giữa các cái nhóm ngành. Thành lấy ví dụ giai đoạn vừa rồi thì nó có thể là luân chuyển ở nhóm ngân hàng trong phiên trước đó, thì một số cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng đã cho chúng ta những cái tín hiệu tích cực và những tín hiệu khả quan hơn. Tiếp theo là nó sẽ luân chuyển thêm các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán trong phiên hôm nay. Thì phiên hôm nay anh chị em thấy là chỉ số biến đổi không nhiều, nhưng mà các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán lại tăng rất là mạnh, tăng rất là tốt, thì nó sẽ dùng các cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành, Thành lấy ví dụ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng thì sẽ có dấu hiệu điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
hoặc là một vài cổ phiếu trụ sẽ có những nhịp điều chỉnh. Thứ nhất là họ sẽ điều tiết chỉ số, giúp chỉ số giữ vững ở những cái vùng hợp lý, và dòng tiền sẽ luân chuyển sang các cổ phiếu khác để mà có cái sự luân chuyển, sự lan tỏa của dòng tiền. Thì đây mới là chính là những cái nhịp phục hồi tích cực và những cái nhịp mà nó ủng hộ xu hướng tăng tích cực ở thời điểm hiện tại, và đó cũng là những cái điều mà Thành mong muốn đối với thị trường lúc bấy giờ. Chứng tỏ là chúng ta thấy là dòng tiền vẫn có sự lan tỏa chứ không tập trung vào một nhóm ngành, hoặc là không phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm ngành, vì cái điều đó cũng sẽ không hay đối với thị trường chung. Vì khi mà nhóm ngành đã lên thì thị trường sẽ lên, và khi nhóm ngành đã xuống thì thị trường sẽ xuống. Thì đối với Thành thì nhóm ngành nào nó cũng sẽ có một cái tính chu kỳ mà thôi anh chị. Khi mà anh chị em để ý lại hồi tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì đó là lúc ngân hàng, chứng khoán và thép. Khi mà các cổ phiếu này trải qua hết một cái chu kỳ rồi thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn điều chỉnh, những cái áp lực điều chỉnh. Thì khi mà các cổ phiếu này điều chỉnh thì cái áp lực bán của các cổ phiếu ở trên thị trường, hoặc là cái áp lực điều chỉnh của chỉ số vẫn sẽ có. Và khi mà các cổ phiếu này điều chỉnh mạnh, chỉ số cũng sẽ giảm mạnh theo. Thì đây là những cái tác động, những cái ảnh hưởng của các cổ phiếu mà dẫn dắt, nó tác động đến chỉ số trong những giai đoạn ở thời điểm vừa rồi. Và như Thành nói, các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng thì nó sẽ, đây là những cái động lực mà giúp cổ phiếu tạo nền, tích lũy lại hoặc là dàn co để mà rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tạo một cái sóng tăng trong quý 1 hoặc là quý 2 năm sau. Thì đó là những cái thời điểm nó tích cực và nó phù hợp nhất của nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào nhóm ngân hàng ở thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, nếu mà chúng ta đã đặt mục tiêu đầu tư theo hướng trung và dài hạn thì đây cũng chính là những cái thời điểm phù hợp anh chị em chọn lựa các cổ phiếu ngân hàng nào tốt để mà chúng ta chọn lựa trong những nhịp điều chỉnh để mà chúng ta mua nắm giữ. Thì ở thời điểm này Thành nghĩ mọi người có thể là phần nào đã đánh giá được cái cổ phiếu ngân hàng nào tốt rồi, đúng không anh chị? Khi mà chúng ta thấy là so với các ngân hàng đi trong một cái nhịp tăng của các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta cũng sẽ nhận được cổ phiếu nào tăng tốt hơn các cổ phiếu còn lại, thì đó là những cổ phiếu tốt và những cái cổ phiếu khỏe hơn so với phần còn lại của thị trường chung. Nên đây là những cái tín hiệu mà Thành nghĩ là anh chị em có thể đánh giá được, và thông qua những video của Thành, Thành cũng đã có đề cập rồi. Chẳng hạn như ngân hàng thì Thành có đề cập hai ngân hàng, đó là VIB và STB. Nên là chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Đây là về chỉ số VN Index thì như Thành nói đó, ở thời điểm tại cái góc nhìn mà dàn co của chỉ số thì vẫn sẽ dàn co, và nếu mà có nhịp test và móc hỗ trợ quanh 1480 điểm á, thì đây là một cái tín hiệu hoàn toàn bình thường. Thì khi mà chỉ số bứt thoát trong những nhịp vừa rồi á, với thanh khoản không mấy tích cực, đặc biệt việc mà chỉ số test lại và để củng cố cái xu hướng tăng này, nó là một chuyện hết sức bình thường, và chúng ta sẽ theo dõi nhịp test và lực cầu tại những cái vùng hỗ trợ này xem như thế nào. Nếu mà cổ phiếu chặn những vùng hỗ trợ này bật lại tốt á, thì đó vẫn là một cái tín hiệu hoàn toàn bình thường cho chỉ số ở thời điểm hiện tại mà thôi. Nên là anh chị em nào có đầu tư cổ phiếu theo chỉ số thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái thời điểm sao cho nó phù hợp để mà chúng ta ra vào cổ phiếu hoặc là ra vào thị trường sao cho nó thích hợp đối với thời điểm hiện tại. Và ngoài ra như Thành nói đó, những nhịp điều chỉnh như nhịp test về 1480 vẫn sẽ có. Thì đây là có thể nói là những nhịp rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ để mà nối tiếp cái xu hướng tăng, giúp chỉ số bứt thoát khỏi mốc 1500 điểm, để đó là một chuyện hết sức bình thường. Nên là chị em nào có theo dõi những nhịp sắp tới thì Thành nghĩ cũng sẽ có khả năng là có những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc tương đối nhẹ. Thì tại những nhịp này mọi người có thể là tận dụng, đây là cái cơ hội để mọi người tham gia lại thị trường, hoặc là mình tham gia vào các cổ phiếu tốt mà trước đây mình chưa sở hữu được ở những cái vùng giá nó tốt hơn. Thì đây là những cơ hội Thành nghĩ nó trong những nhịp điều chỉnh thì nó vẫn là cơ hội cho anh chị mà thôi. Nên là anh chị nào có đầu tư thì thời điểm hiện tại cũng có thể là tận dụng những cái lúc điều chỉnh này để mà chúng ta quay trở lại thị trường ở thời điểm hiện tại. Hoặc là anh chị nào có đang e ngại trong những cái nhịp cuối năm thì đây Thành nghĩ cũng là lúc những cái nhịp mà nó điều chỉnh như thế này rồi thì nó cũng là những cái tín hiệu phù hợp để mà anh chị quay trở lại anh chị tham gia đối với thị trường chung lúc bấy giờ. Nên là anh chị nào có đầu tư vào thị trường lúc bấy giờ thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc và lưu ý cho những cái giai đoạn sắp tới để mà chúng ta đầu tư nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. Đây thì hôm nay Thành cũng sẽ nói một chút về nhóm ngành bất động sản để mà anh chị lưu ý trở lại, và nó cũng sẽ phù hợp cho anh chị nào có ý định mà lướt sóng ngắn hạn nhóm ngành này ở thời điểm này. Thành vẫn lưu ý là lướt sóng ngắn hạn nhé, Thành không lưu ý là anh chị em đầu tư trung và dài hạn cho nhóm ngành ở thời điểm hiện tại nữa, nên là anh chị em cũng sẽ cân nhắc giúp Thành. Thì đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, chẳng hạn Thành lấy ví dụ là các cổ phiếu thuộc nhóm đầu ngành như là Vinhome đi. Vinhome thì mọi người thấy ở trong những nhịp tăng vừa rồi, những nhịp bứt phá vừa rồi nè, thì nó đã có những cái nhịp điều chỉnh về. Thì đây là một cái cổ phiếu mang tính chất là điều tiết của thị trường chung, nên là thị trường chưa tăng được và thị trường chưa có sự bứt phá được á, thì cổ phiếu cũng sẽ khó mà có sự bứt phá trong những nhịp sắp tới. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào các cổ phiếu này á, thì có thể là ưu tiên một cái mục tiêu dài hạn hơn. Thì tại sao Thành lại ưu tiên mục tiêu dài hạn cho Vinhome mà không phải là các cổ phiếu trụ khác? Bởi vì đây cũng là những cổ phiếu có tiềm năng và nó có dự án và nó vẫn bán được dự án trên thị trường. Thì đây là những cái tín hiệu nó phù hợp cho một cái cổ phiếu với quy mô tương đối lớn. Thì đối với các cổ phiếu quy mô lớn á, thì cái nhịp tích lũy nó sẽ
cái tốc độ tăng giá nó sẽ chậm, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ cân nhắc cái mục tiêu đầu tư của mình và cái vị thế đầu tư của mình đầu tư cho cổ phiếu này theo hướng trung và dài hạn hay là như thế nào, và mình chia tỷ trọng như thế nào đó sao cho nó phù hợp, để tránh trường hợp mà chúng ta mua và chúng ta chờ mãi không thấy cổ phiếu tăng và các cổ phiếu khác là vẫn tăng một cách rất là mạnh mẽ, thì đó là những cái tín hiệu mà nó không hay cho việc mua và nắm giữ các em chị. Đấy, thì anh chị em lưu ý giúp Thành các cổ phiếu lớn thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, chẳng hạn như Novaland nè, vừa rồi Thành có lưu ý cho mọi người đối với cổ phiếu Novaland, những cái nhịp tích lũy của nó thì nó đã rơi khỏi cái mô hình tam giác hướng lên rồi, thì đây là những cái tín hiệu nó không tốt cho một cái cổ phiếu khi mà không hoàn thiện được cái mô hình. Thì việc cổ phiếu mà rơi khỏi mô hình và tích lũy lại và cho những cái tín hiệu gia tăng ở những nhịp sau đó, thì nó là một chuyện rất là bình thường. Thì đối với cổ phiếu Novaland thì nếu mà nó đã rơi khỏi mô hình rồi thì chúng ta tạm chúng ta theo dõi thôi, chứ chúng ta không vào mới, thì chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu nó phù hợp hơn để mà chúng ta quay trở lại. Thì đây là những cái tín hiệu tương đối phù hợp của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, nên là chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu Novaland thì chúng ta cũng sẽ chú ý và chờ đợi những cái thời điểm nào đó để mà nó thích hợp để mà chúng ta quay trở lại nó sẽ an toàn hơn. Thì đối với Thành, cổ phiếu Novaland vẫn đang là những cái cổ phiếu tốt, vẫn có dự án và bán được trong những giai đoạn sắp tới, nên là nếu nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ lưu ý và chúng ta cũng sẽ cân nhắc những cái vùng giá thấp để mà chúng ta quay trở lại tham gia. Thì anh chị có thể là theo dõi thêm ha, những cái vùng hỗ trợ bên dưới nè, cái vùng hỗ trợ bên dưới đấy, cái vùng mà ngay vùng đỉnh vừa rồi cổ phiếu đã vượt bứt thoát và vượt qua, thì tại những cái vùng này mọi người cũng sẽ cân nhắc, nếu mà cổ phiếu test và những vùng hỗ trợ này tốt á, thì mình quay trở lại mình tham gia vẫn rất là ok. Thành lấy ví dụ chẳng hạn những vùng hỗ trợ quanh 85 nè, thì tại những vùng này mọi người có thể là cân nhắc mình quay trở lại mình tham gia được. Anh chị em nào có đầu tư thì có thể là lưu ý giúp Thành đối với cổ phiếu Novaland ở thời điểm hiện tại. Còn ngoài ra các cổ phiếu lớn khác như là DIG nè, DIG thì ở thời điểm hiện tại là đang giá cũng đang ở từng vùng tương đối cao rồi. Anh nghĩ là nếu mà đầu tư vào các cổ phiếu này thì nên chờ những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ hay hơn là chúng ta mua mới vội ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị nào có đầu tư vào DIG thì chúng ta cũng sẽ lưu ý và cân nhắc chấp Thành chờ đợi những cái tín hiệu nó phù hợp hơn để mà chúng ta quay lại trong những nhịp sắp tới. Thành cũng chưa khuyến nghị anh chị mua vào vội đối với cổ phiếu này, thì Thành nghĩ cổ phiếu vẫn sẽ có những nhịp rung lắc và những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, nên là anh chị em cứ tận dụng những nhịp đó để mà chúng ta tham gia ở những vùng giá tốt. Thì chúng gần nhất là cái vùng hỗ trợ quanh giá 90, thì anh chị em có theo dõi cái vùng này, có thể là cổ phiếu sẽ có những nhịp test về vùng này để mà chúng ta cho những cái quyết định mua vào cổ phiếu ở trong những giai đoạn sắp tới. Nếu mà anh chị em nào có quá thích cổ phiếu này đi thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc. Tiếp theo đó là về cổ phiếu Nam Long. Nam Long thì anh chị em cũng thấy rồi, trong những nhịp tăng mạnh trong những giai đoạn trước đó và sau đó cổ phiếu có những nhịp sàn co tích lũy trở lại và cũng có nói tiếp một cái đà tăng trong những nhịp sau, thì ở những nhịp sau chúng ta cũng sẽ thấy là Nam Long có những cái tín hiệu tích lũy và test lại cái đường xu hướng này và bám đường xu hướng đi lên rất là tốt. Thì anh chị em cũng sẽ là lưu ý lại những cái nhịp mà cổ phiếu test về lại cái đường xu hướng quanh mốc giá 62 đó hoặc là 60, thì đó là những cái vùng mọi người có thể là quay trở lại mình tham gia được cho cổ phiếu Nam Long. Thì Thành nghĩ đây là những cái vùng tương đối phù hợp để mà anh chị em đầu tư cho những giai đoạn sắp tới, và Nam Long vẫn đang có một cái đường xu giảm trong ngắn hạn. Thì tại những cái vùng này mọi người cũng sẽ lưu ý và mình sẽ cân nhắc thôi, mình chờ đợi những cái tín hiệu sao cho nó phù hợp để mà mình quay trở lại mình tham gia. Và nếu mà mình tham gia ở những vùng giá dưới khi mà có những nhịp test về đường cái vùng hỗ trợ bên dưới là quanh 60-62 đó, thì mình tham gia vào những vùng này và mình chờ đợi một cái tín hiệu bứt thoát của dòng tiền, có sự quay trở lại của dòng tiền tốt quá, thì mình sẽ gia tăng thêm tỷ trọng trong những giai đoạn phía sau. Thì khi mà cổ phiếu tích lũy với một cái biên độ thấp như thế này thì nó vẫn là những cái tín hiệu phù hợp để mà anh chị em có thể là cân nhắc tham gia trong những giai đoạn sắp tới. Anh chị em có thể là lưu ý lại cổ phiếu 55 giúp Thành để mình theo dõi và mình tham gia trong những nhịp tới nhé. Tiếp theo đó là về cổ phiếu SCR. SCR thì Thành vẫn quan tâm cái vùng hỗ trợ bên dưới này thôi, là quanh mốc giá 20.x á, là quanh đâu đó khoảng 20.7, thì anh chị em có thể là theo dõi những nhịp tới. Nếu mà cổ phiếu test về cái vùng hỗ trợ bên dưới này tốt nè, hoặc là quanh cái đường xu hướng nè, và test về đường xu hướng và có tín hiệu bật lên trở lại trong những nhịp tới sắp tới, thì đó là những cái vùng mà anh chị em có thể là mua vào đối với cổ phiếu SCR ở thời điểm này. Nên là đây là các cổ phiếu bất động sản Thành có lưu ý cho mọi người. Thứ nhất là nó đã có dự án và nó đã bán được dự án trên thị trường, thì Thành cũng sẽ lưu ý để mọi người có thể là chú ý lại trong những nhịp sắp tới để mọi người ra quyết định mua vào đối với các cổ phiếu này. Hay một số các cổ phiếu mọi người có thể là lưu ý nhé, để trong những cái nhịp điều chỉnh thì đó là những lúc mà chúng ta cần theo dõi nhiều hơn mà để mà chúng ta ra quyết định mua bán. Tiếp theo đó là về cổ phiếu là nhà Tư Liêm. Nhà Tư Liêm thì anh chị em thấy rồi, cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó là quanh 40, thì chúng ta sẽ theo dõi những cái vùng này xem cái tín hiệu bật của nó tại vùng này như thế nào. Nếu mà cổ phiếu có những cái nhịp bật tốt á, thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư, thành nghĩ vẫn rất là ok. Nếu mà cổ phiếu bật lên lại từ cái đường xu hướng này thì chúng ta sẽ theo dõi cái vùng này xem là cái nhịp bật của nó như thế nào để mà chúng ta ra quyết định mua hoặc là bán cho cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thì đây là một vài cái cổ phiếu nổi bật của chấm ngành bất động sản mà Thành có lưu ý cho mọi người, hoặc là các loại cổ phiếu khác là CEO thì các cổ phiếu này nó đã tăng mạnh quá rồi, Thành cũng không có khuyến nghị mọi người tham gia nữa, hoặc là các cổ phiếu là LDG này nó cũng tăng mạnh quá rồi và chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh thôi anh chị, chứ ở thời điểm hiện tại thì Thành cũng không có khuyến nghị anh chị tham gia nữa. Hoặc là các cổ phiếu như DRH này anh chị em là có tham gia thì chúng ta cũng chờ đợi. Đối với Thành thì
Thanh vẫn sẽ ưu tiên tham gia cái vùng 27 27.5, cái vùng hỗ trợ phía bên dưới nhiều hơn. Nên là chị em nào có thích DRH thì có thể là chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh chúng ta tham gia vào, nó sẽ tốt hơn và sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo đó là về cổ phiếu TCH. TCH thì mọi người cũng sẽ thấy rồi, những cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu sau những cái đà tăng mạnh đó, thì khi mà cổ phiếu test về cái vùng hỗ trợ phía bên dưới, vùng đỉnh trước là quanh 27 28 đó, hiện tại những vùng này mọi người cũng có thể cân nhắc. Nếu mà có tín hiệu bật lên trở lại thì đó là những vùng chúng ta có thể là tham gia hay một vài cái cổ phiếu bất động sản khác để mà chị em có thể là lưu ý chúng ta theo dõi mà chúng ta đầu tư cho những giai đoạn tới. Thì đây cũng là những cái thời điểm phù hợp, nếu mà anh chị em nào có tham gia thì chúng ta cũng sẽ lưu ý trở lại nha. Thì đó là lý do vì sao mà giai đoạn trước Thành không có khuyến nghị cho anh chị cổ phiếu bất động sản là như vậy, bởi vì nó đã tăng mạnh rồi và nó đã tăng nhiều rồi, nên là trong những nhịp điều chỉnh của nó thì mới là cái lúc mà chúng ta tham gia mà thôi. Còn khi mà cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tăng, một cái đà tăng như vậy thì việc mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái tỷ trọng của mình ấy, nên là Thành cũng sẽ lưu ý cho anh chị em để mà mình đầu tư cho những giai đoạn tới là chúng ta có được những cái cổ phiếu phù hợp để mà chúng ta đầu tư nó phù hợp với thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Hoặc là các cổ phiếu như là đất xanh này, đất xanh chúng ta thấy là có những nhịp test về vùng hỗ trợ quanh 34 thì đó là những vùng chúng ta tham gia. Thành thấy cái nhịp này cũng tương đối ổn cho cổ phiếu đất xanh, nên là anh chị em nào có đầu tư vào đất xanh thì chúng ta sẽ lưu ý trong những nhịp sắp tới. Nếu mà cổ phiếu test lại vùng này ổn thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta tham gia. Và cơ bản cái đường xu hướng của cổ phiếu vẫn đang giữ rất là tốt nè. Anh chị em để ý đi, các cái đường xu hướng cổ phiếu vẫn đang nắm giữ, vẫn đang bám được xu hướng và tăng lên rất là tốt. Thì trong những nhịp test, những nhịp điều chỉnh lại thì đó là những lúc anh chị em cần phải lưu ý cho những cái giai đoạn sắp tới để mà chúng ta đầu tư sao cho nó được tốt và được hiệu quả hơn. Thì một vài cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản Thành có lưu ý cho mọi người. Và sẵn đây thì mình sẽ nói luôn các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thành lấy ví dụ như là SJC vừa rồi có tín hiệu bứt thoát khỏi cái vùng đỉnh quanh 68, nhưng mà đã có những cái tín hiệu điều chỉnh lại rồi, điều chỉnh về quanh đâu đó đường xu hướng, thì đây là những cái vùng tương đối phù hợp. Nếu mà anh chị em nào có tham gia tại những vùng này thì chúng ta cũng có thể là theo dõi và chúng ta cân nhắc được. Tại những vùng test về cái đường xu hướng này thì nó là những vùng tương đối ổn khi mà cổ phiếu đang bám cái đường xu hướng đi lên và áp lực bán trong những phiên test này cũng không quá nhiều, thì chúng ta sẽ theo dõi để mà chúng ta quan sát và chúng ta đầu tư trong những nhịp sắp tới nếu mà cổ phiếu có tín hiệu bật lên trở lại. Thì tại những vùng này nó cũng là những cái vùng cao của cổ phiếu rồi, nên là anh chị em nào có đầu tư hoặc là có muốn mua mới đối với cổ phiếu này thì chúng ta nên cân nhắc cái tỷ trọng của mình và chọn những cái vùng mua nó sao cho nó thích hợp, và chúng ta cũng ưu tiên cái mục tiêu đầu tư của mình là mục tiêu ngắn hạn giúp Thành hạn chế mua và nắm giữ cho cổ phiếu ở thời điểm hiện tại khi mà cổ phiếu đang có những cái nhịp điều chỉnh, nên là anh chị em nào có đầu tư thì cũng sẽ lưu ý. Tiếp theo đó là về cổ phiếu KBC. Khi mà chúng ta thấy cổ phiếu bứt thoát khỏi cái vùng giá 60 là có những cái áp lực điều chỉnh mà chưa thể bứt thoát được cái vùng này, thì anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi lại những cái nhịp điều chỉnh nó test về lại đường xu hướng này, xem nó test về lại như thế nào và có tín hiệu bật lên lại, thì đó là những lúc mà chúng ta có thể là theo dõi được và chúng ta lưu ý được. Còn nếu mà cổ phiếu mà rơi khỏi cái đường xu hướng này thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới, thì đó là những cái vùng trọng tâm để mà anh chị em mua vào. Còn ở những cái vùng cao phía bên trên thì Thành không có khuyến nghị anh chị em mua đuổi ở những thời điểm này, rất là nguy hiểm cho anh chị em, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta cân nhắc giúp Thành cái tỷ trọng để mà chúng ta đầu tư ở thời điểm tại cho cổ phiếu KBC. Nên là anh chị em nào có đầu tư KBC thì chúng ta sẽ lưu ý nhé. Đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản và bất động sản khu công nghiệp và một số cái cổ phiếu khác. Vừa rồi như anh chị thấy là có Long Hậu nè, Long Hậu tăng cũng tương đối ổn. Thì đối với Long Hậu, nếu mà anh chị em nào muốn vào mới thì Thành nghĩ giờ cũng chưa phải là cái thời điểm tốt đâu, nên là anh chị em nào cứ chờ đợi những cái tín hiệu nó phù hợp hơn để mà chúng ta quay trở lại thôi. Tiếp theo là các cổ phiếu như là RVR nè. RVR thì chúng ta thấy là cổ phiếu đang test về cái vùng hỗ trợ bên dưới tương đối ổn, thì đây là những vùng mà chúng ta cũng có thể là theo dõi lại xem cái tín hiệu bật lên lại từ vùng hỗ trợ này như thế nào. Nếu mà cổ phiếu bật lên lại tốt á thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư. Tiếp theo một cái cổ phiếu nữa và thuộc nhóm BKMAX, nhóm Bình Dương, đó là cổ phiếu EJC. EJC thì mọi người thấy là cổ phiếu đã có những tín hiệu là test về những vùng hỗ trợ mạnh ở phía bên dưới quanh giá 30. Thì tại những vùng này mọi người cũng có thể là nếu mà mình có muốn tham gia vào cổ phiếu thì mình cũng có thể cân nhắc mình tham gia vào ở thời điểm hiện tại, thành nghĩ cũng tương đối ổn. Cho anh chị em nào đang thích cái cổ phiếu EJC thì chúng ta cũng có thể là lưu ý và tham gia trong những nhịp sắp tới. Nếu mà anh chị em nào có thích cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành Bình Dương này thì thành nghĩ là trong cái biên độ từ 30 tới 31 thì đó là cái vùng phù hợp để mà anh chị em tham gia ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm cái cổ phiếu TDC. TDC thì hôm nay cổ phiếu có những cái nhịp rơi khỏi cái đường xu hướng rồi và nó có những cái nhịp là điều chỉnh về những vùng hỗ trợ phía bên dưới, thì ở những nhịp này chị em nào chưa có mua thì chúng ta cũng chỉ theo dõi và chờ đợi những cái tín hiệu phù hợp ở giai đoạn phía sau để mà chúng ta mua vào, nên sẽ cho những cái tín hiệu tốt và những cái tín hiệu phù hợp hơn. Nên là chị em nào có thích cái cổ phiếu TDC thì chúng ta cũng sẽ lưu ý ở thời điểm hiện tại và chúng ta chờ mua ở những cái vùng giá nó tốt hơn và nó hiệu quả hơn. Anh chị em nào có đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Bình Dương thì chúng ta cũng sẽ lưu ý lại giúp Thành nhé.
Đấy, thì đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, thì hôm nay Sành sẽ nói nhiều về các cổ phiếu này. Còn các cổ phiếu về chứng khoán á, như là nói đó, chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp tích lũy lại thì đó là những lúc chúng ta mua. Còn cổ phiếu tiếp tục tăng như thế này thì Thành nghĩ anh chị em nên bỏ qua, hạn chế mua vào ở thời điểm hiện tại đó. Anh chị em lưu ý giúp Thành những tín hiệu đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán nha. Thành cũng không có khuyến nghị anh chị em mua mới vào vội ở thời điểm hiện tại đâu. Và tiếp theo đó là về các cổ phiếu ngân hàng. Ngân hàng thì như Thành nói, Thành sẽ tập trung nhiều ở hai cổ phiếu đó là STB và VIB. Thì chúng ta sẽ thấy là với STB ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu có những cái tín hiệu bứt phá rất là tốt, nhưng mà cái vùng kháng cự phía bên trên là quanh giá 31 là cũng là một cái vùng cản trở tương đối mạnh đối với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Thì hiện tại Thành thấy là lực cầu đang hấp thụ tương đối ổn cho cổ phiếu SBT, nên là anh chị em nào đang có hàng thì chúng ta nếu mà có xu hướng đầu tư theo hướng trung và dài hạn thì chúng ta cũng có thể là nắm giữ được. Còn anh chị em nào mình đánh ngắn hạn thì có thể là cân nhắc và chúng ta chốt lời quanh cái mốc giá 30 quanh giá 31. Hiện tại những vùng này Thành thấy đây vẫn là những cái điểm chốt lời phù hợp nếu mà anh chị em nào có đầu tư vào cổ phiếu ở thời điểm này, thì chúng ta có thể là canh những vùng này để mà chúng ta chốt lời, để mà chúng ta giữ lại cái lợi nhuận cho mình, và chúng ta có thể là tham gia vào những nhịp sau nếu mà cổ phiếu giữ nhịp ổn trong những giai đoạn sắp tới. Thì anh chị em cũng lưu ý giúp Thành. Tiếp theo đó là về cái cổ phiếu VIP. VIB thì mọi người lưu ý giúp Thành, ở thời điểm hiện tại cổ phiếu đã bứt thoát khỏi cái đường xu hướng giảm rồi, và chúng ta sẽ theo dõi những cái nhịp test, những nhịp back test lại của cái cổ phiếu ở thời điểm trong những nhịp sắp tới như thế nào. Nếu mà cổ phiếu test lại ổn á thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đầu tư cho cổ phiếu này thôi. Còn anh chị em nào chưa có hàng thì có thể là theo dõi những cái nhịp test lại đó là những lúc chúng ta mua. Còn đối với các anh chị em mà theo dõi video trước rồi á thì Thành luôn cho mua ở những vùng phía bên dưới này rồi, nên là anh chị em phần lớn là có cái giá vốn nó tương đối tốt rồi, thì chúng ta cũng sẽ yên tâm nắm giữ ở thời điểm hiện tại mà thôi. Nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ lưu ý giúp Thành những cái thời điểm này để mà chúng ta chọn cái vùng mua sao cho nó phù hợp và chúng ta đầu tư nó được hiệu quả hơn trong những giai đoạn sắp tới. Thì băng ở thời điểm hiện tại cũng có rất là nhiều băng anh chị, chứ không phải chỉ những cái mã này, nhưng mà đây là những cái mã mà Thành có đặc biệt lưu ý để anh chị em lưu tâm trong những giai đoạn sắp tới. Thì các cái mã mà nó đã tăng mạnh, nó đã tăng nóng như là TV Bank hoặc là MSB, thì đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta nên chờ những nhịp điều chỉnh chúng ta vào nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như TV Bank, nếu mà anh chị em nào có thích cái ngân hàng này thì có thể là cân nhắc cái vùng giá 40. Nếu mà cổ phiếu chạm vùng này và cho những cái tín hiệu bật lên trở lại thì đó là những vùng anh chị em có thể mua. Còn nếu mà cổ phiếu tiếp tục tăng trong những giai đoạn sắp tới thì chúng ta có thể là cân nhắc cơ cấu và chuyển đổi sang các cổ phiếu khác. Anh chị em có thể là lưu ý giúp Thành là các cổ phiếu nhỏ như là OCB. OCB thì ở thời điểm hiện tại vẫn đang gặp cái vùng kháng cự là quanh cái biên độ tích lũy ở phía trên này, thì nếu mà chúng ta có đầu tư thì chúng ta chỉ theo dõi lại thôi và chúng ta cân nhắc cái vùng mua của chúng ta ở thời điểm hiện tại để mà đầu tư cho nó tốt và đầu tư cho nó hiệu quả hơn. Anh chị em nào có đầu tư vào OCB thì cũng cân nhắc giúp Thành. Ở thời điểm này Thành vẫn chưa có khuyến nghị mua mới nhiều và Thành chờ đợi những cái tín hiệu tích lũy của nó. Nếu mà tích lũy tốt thì Thành sẽ cho mua trong những nhịp sắp tới. Anh chị em nào có đầu tư vào OCB thì cũng lưu ý và cân nhắc giúp Thành. Đó là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng. Còn là HDBank nè, anh chị em nào ở thời điểm này có hàng thì có thể là nắm giữ đó, vì cái cổ phiếu cho tín hiệu là dòng tiền quay trở lại và chúng ta theo dõi là những nhịp tích lũy của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại như thế nào, và chúng ta ra cái quyết định nếu mà có mua mới thì chúng ta sẽ theo dõi và chờ đợi trong những nhịp sắp tới để mà chúng ta quyết định mua mới. Còn ở thời điểm này thì Thành vẫn chưa khuyến nghị anh chị em có thể là mua vội, thì nhiều khả năng cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp test về vùng hỗ trợ quanh giá 30 ở phía bên dưới, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái nhịp test này xem như thế nào. Nếu mà test ổn thì chúng ta sẽ quay trở lại đâu, vì khi cổ phiếu tăng lên cái áp lực bán ở vùng phía trên tương đối lớn, nên là cổ phiếu phải cần có thời gian để mà hấp thụ lại hết tất cả các áp lực bán tại những vùng phía trên để mà chọn cái xu hướng tăng trong những giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào HDBank thì chúng ta cũng sẽ lưu ý ở những nhịp này để mà chúng ta đầu tư cho một chọn một cái thời điểm vào nó tốt và nó hiệu quả hơn, đấy, nhưng mà chúng ta yên tâm nắm giữ cho các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng. Và đặc biệt đối với anh chị em nào nắm giữ trung và dài hạn nữa, thì đây là về các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng anh chị em có thể là lưu ý. Và tiếp theo là các cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí, thì ở thời điểm này Thành đặc biệt lưu ý lại đối với các cổ phiếu thuộc này, nên là anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta sẽ lưu ý đối với cổ phiếu BVD, thì trong cái quá trình đi lên thì nó luôn có những cái áp lực điều chỉnh, áp lực bán, nhưng mà cổ phiếu vẫn đang giữ nhịp rất là tốt và vẫn đang nối tiếp một cái chuỗi tăng điểm trong những giai đoạn vừa rồi. Thì anh chị em cũng có thể là lưu ý cổ phiếu này khi mà cổ phiếu có những nhịp chạm về test về lại cái vùng giá quanh 30 ấy, thì đó là những vùng mà chúng ta cũng có thể là theo dõi lại được và chúng ta tham gia. Nếu mà anh chị em nào chưa tham gia ở những nhịp trước thì đây là những cái tín hiệu tương có phù hợp để mà anh chị em tham gia. Nên là anh chị em nào có đầu tư vào BVD thì chúng ta cũng thể lưu ý, hoặc là có thể là thích nhóm ngành dầu khí thì chúng ta có thể là lưu ý trở lại ở thời điểm này. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BSR. BSR thì cũng có những nhịp điều chỉnh hoặc là test về đường xu hướng như thế này nè, test về đường xu hướng quanh 23 đó, thì đó là những cái vùng anh chị em cũng có thể là tham gia lại được. Nếu mà anh chị em giai đoạn trước đây chúng ta chưa tham gia thì đây là những cái vùng Thành nghĩ nó tương đối phù hợp để mà anh chị em quay trở lại anh chị em đầu tư cho cổ phiếu BSR hoặc là các cổ phiếu như là
BVS hôm nay có nhịp tăng cũng tương đối mạnh đấy, nhưng mà sau đó lại có những cái áp lực chốt lời nhất định khi mà quanh cái vùng kháng cự phía trên. Thì đây là một cái tín hiệu hoàn toàn dễ hiểu thôi anh chị, vì giai đoạn trước như là nói chính cả những vùng đỉnh phía trước đây mà cổ phiếu vẫn chưa vượt được, thì cái lực gọi là cái lực cung tại những vùng này tương đối lớn, và cổ phiếu khi mà muốn vượt ấy, thì cần phải có một cái lực cầu rất là mạnh muốn bứt mới bứt thoát được khỏi những cái vùng này, nên là cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp tích lũy, nhịp xoay quay lại trong những vùng phía dưới và chờ đợi những cái tín hiệu vượt trong những giai đoạn sau đó. Thì đó mới là những cái tín hiệu thích hợp, những cái tín hiệu phù hợp hơn, nên là chị em nào có đầu tư vào các cổ phiếu trong nhóm ngành này thì chúng ta cũng sẽ lưu ý và cân nhắc kỹ thành và chọn cái thời điểm phù hợp để mà chúng ta tham gia thì nó sẽ an toàn hơn. Ấy nên là cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí Thành có thể là Thành ưu tiên hai cái nhóm lớn, thì Thành sẽ ưu tiên cổ phiếu là BVD và BSR, thì đó là hai cái cổ phiếu mà Thành ưu tiên, còn BVS thì Thành cũng không có ưu tiên lắm. Hoặc là các cổ phiếu thuộc mảng nhỏ hơn một chút thì Thành sẽ có ưu tiên OI. Nếu mà anh chị em nào có đầu tư thì chúng ta có thể là mua thăm dò vào giá 17 được và chờ đợi những cái tín hiệu phù hợp để mà chúng ta quay trở lại, chúng ta tham gia gia tăng thêm tỷ trọng của mình trong những cái nhịp tới. Khi mà chúng ta thấy là dòng tiền của cổ phiếu OI cũng tương đối ổn nè, những cái nhịp test là những nhịp điều chỉnh của cổ phiếu OI thì chúng ta cũng có thể là tham gia lại được trong những cái nhịp sắp tới. Nên là anh chị em nào có thích OI thì có thể là đầu tư trong những cái đoạn tới nha. Tiếp theo là BVC. BVC thì chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn đang giữ nhịp cái xu hướng tăng rất là tốt rồi, thì tại những vùng này Thạch cũng không có khuyến nghị anh chị em mua vào nữa, nên là anh chị em nào có đầu tư vào BVC thì chúng ta sẽ lưu ý có hàng thì chúng ta sẽ ưu tiên nắm giữ, còn Thành sẽ không khuyến nghị mua mới. Tiếp theo đó là về cổ phiếu BVB. BVB hôm nay cũng tăng tương đối ổn, nên là anh chị em nào có hàng thì có thể nắm giữ thôi. Đây là các cổ phiếu Thành không khuyến nghị mua mới, để mà anh chị em lưu ý ở thời điểm này chúng ta đầu tư sao cho nó được hiệu quả và nó được phù hợp hơn. Thì trên đây là một vài cái cổ phiếu mà Thành có đặc biệt lưu ý và của một vài nhóm ngành, và đặc biệt là nhóm ngành bất động sản, Thành có lưu ý nhiều cổ phiếu cho anh chị để mà anh chị em tham khảo, theo dõi và cân nhắc chọn cái cơ hội đầu tư sao cho nó phù hợp để mà anh chị em đầu tư cho những giai đoạn sắp tới nó được tốt và được hiệu quả hơn, và hy vọng sẽ đem tới nhiều giá trị và đem tới những cái nguồn lợi nhuận tương đối cho anh chị trong những giai đoạn sắp tới. Nếu mà anh chị em nào cần tư vấn hỗ trợ điểm mua điểm bán trực tiếp thì có thể là liên hệ Thành thông qua số điện thoại ở phía bên dưới. Thành sẽ hỗ trợ thứ nhất là cơ cấu lại danh mục cho mình và chọn ra những cổ phiếu tốt và những cổ phiếu tối ưu để mà anh chị em đầu tư cho giai đoạn tới nó được phù hợp hơn với thị trường chung của bây giờ đấy. Thì chúc anh chị có một cái buổi chiều tối thật là vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.